Ok các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn bộ đĩa phim Cộng sự do hãng TV Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Bộ phim này thì sản xuất vào năm 2017. Bộ này thì mình mua cũng được hai bộ nha các bạn. Mình sẽ tặng cho các bạn bộ đĩa này. Bạn nào muốn nhận những chiếc đĩa như thế này thì đăng ký vào tính năng hội viên của kênh nha. Mình sẽ tặng cho các bạn những chiếc đĩa như thế này. Phim này khá là hay luôn các bạn, nội dung khá là lôi cuốn. Chỉ có cái kết cục phim thì mình không thích cho lắm thôi, nhưng toàn thể bộ phim rất là hay, diễn viên thì cũng khá là quen mặt nha các bạn. Diễn viên chính thì có Trần Tiến Bằng và Hồ Định Hân. Còn đây là nhãn đĩa bên trong của bộ phim, toàn bộ thì có hai đĩa nha các bạn. Bộ này không biết chỗ các bạn mua với giá bao nhiêu, nhưng ngày xưa mình mua với giá là 30 ngàn. Bộ này mình mua cũng mấy năm rồi các bạn. Lúc mà phim vừa chiếu trên TV xong thì mình đi ra chợ mình mua liền. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Chào các bạn.